Thưa quý huynh đệ, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của 10 pháp hành Ba La Mật. Bất kỳ là truyền thống Nam truyền hay Bắc truyền thì chúng ta mỗi người tu, mỗi người Phật tử đều phải trau dồi tích lũy các cách. Vì sao như vậy? Vì pháp hạnh Ba La Mật là những cái pháp hạnh cao quý, là cái tài sản, là cái cơ sở để mà một hành giả có thể đạt được đến mục đích cuối cùng của đời sống phàm hạnh, là chấm dứt luân hồi khổ đau. Và trong quá trình đời sống luân hồi của một chúng sanh mà khi thực hành các pháp Ba La Mật thì qua nhiều đời nó sẽ được tích lũy, như là chúng ta làm việc để tích lũy tài sản, thì đó là cái tài sản của sự tu tập, tài sản của đời sống thiện lành, tài sản của đời sống có trí tuệ, tài sản của đời sống cống hiến. Và nó hình thành những cái hạnh cao quý mà nó thuộc pháp tánh, chúng tánh của bậc thánh. Có nghĩa rằng là 10 cái pháp hạnh Ba La Mật này là nó thuộc chúng tánh của bậc hiền thánh, chứ không phải là của một người phàm phu. Do đó bất kỳ một người phàm phu nào cũng đều có thể tu tập để mà tích lũy các cái Ba La Mật này. Thì khi nào mà chúng ta tích lũy đủ 10 Ba La Mật á, ít nhất là 10 Ba La Nhâm Mật bậc hạ đó, thì lúc đó chúng ta mới có đủ điều kiện để mà chứng được thánh trí và chứng đắc Niết Bàn. Đó là cái điều kiện. Không có bất kỳ một người nào có thể chứng đắc được thánh trí và chứng ngộ Niết Bàn mà trước đó, vì đó chưa hoàn thiện 10 Ba La Mật bậc hạ. Và 10 Ba La Mật này á, là nó giúp cho cái đời sống luân hồi của chúng ta được bình an, được hạnh phúc, được nhiều cái điều lợi ích rất là phù diệu. Và nó cũng giúp cho ta thuận lợi trong việc là cống hiến, trong việc là tu tập, trong đời sống của mình rất là thuận duyên trên mọi phương diện. Có nghĩa rằng là 10 Ba La Mật này nó bao hàm cả sự xây dựng, tạo dựng cái công đức của bản thân về tâm, về trí tuệ, cũng như là tích lũy cái phước báu của cho chính mình. Cho nên là chúng ta dù chúng ta tu tập như thế nào, chúng ta sống đời sống như thế nào, nhưng mà chúng ta sẽ không thể quên cái việc là tích lũy Ba La Mật. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Cho dù giống như một người có một cái đời sống nó không được may mắn, khi ra đời trong một gia đình nghèo khổ, không được ăn học, không có lớn lên, không có một cái việc làm có thu nhập cao, cuộc sống rất là khó khăn. Tuy nhiên họ trong dù trong cái đời sống khó khăn ấy thì họ cũng có thể tích lũy cho mình tài sản dù rất là ít ỏi. Cũng như vậy, chúng ta khi trong đời sống tu tập qua nhiều đời nhiều kiếp, có thể kiếp này và kiếp nọ, căn tánh của chúng ta, duyên của chúng ta nó không có thuận, thì chúng ta vẫn có thể tích lũy các cái Ba La Mật đấy, dù ít dù nhiều. Đó là cách
mà chúng ta cần phải phải làm. Cho nên là dù huynh đệ là cái người đang sống tại gia hay là người xuất gia thì đều nên nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có cơ hội để tích lũy ba la mật. Và khi chín mùi thì chúng ta sẽ có những cái thành tựu quyết định để chúng ta thực hiện các cái bước ngoặt trên cái con đường phạm hạnh của mình. Như là bước ngoặt về xuất gia, bước ngoặt về chứng đắc thiền định, chứng đắc tuệ quán, là thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Như vậy là từng cái chặng như vậy chúng ta đều có những cái sự hoàn thiện từng mức độ của 10 cái ba la mật đấy. Do đó là dù chúng ta ở tại gia hay là xuất gia, chúng ta nên cố gắng để mà tích lũy cái tài sản ba la mật này. Có thể đời này chúng ta sẽ không có thành tựu về đạo, về quả, về chứng đắc tầng thiền, có thể là như vậy. Nhưng mà chúng ta nhất định phải có cái tích lũy tài sản ba la mật nhiều ít dù nhiều. Đó là điều chúng ta cần phải trang bị cho mình trong cái luân hồi sanh tử của mình. Vì nó giúp cho chúng ta có đầy đủ, có nhiều phước báo và có nhiều trí tuệ, và nó làm cho tâm của chúng ta nó được tăng thượng qua nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái ý nghĩa, cái lý do mà tại sao chúng ta phải làm tích lũy, phải tu tập. Về ba la mật thì nó có lục độ ba la mật hoặc là thập độ ba la mật. Lục độ ba la mật á thì nó bao gồm là thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là xuất gia, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là tinh tấn, và thứ sáu là kham nhẫn. Thế thì trong cái lục độ ba la mật này á, là nó có nội dung ba la mật thứ ba đó, đó là xuất gia đó. Thì hai truyền thống đó, nó có cái sự dịch nó khác nhau. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng như thế này nè, dù là lục độ ba la mật hoặc là thập độ ba la mật, tức là sáu ba la mật hay là mười ba la mật đó, thì cái tên mỗi ba la mật đó, nó chỉ có cái giá trị đại diện thôi. Nó không thể nào là thâu nhiếp tất cả các cái nghĩa của cái ba la mật đó được, mà nó chỉ có cái giá trị đại diện mà thôi. Cho nên chúng ta khi chúng ta chọn một từ để chúng ta làm đại diện cho một ba la mật á, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó chỉ đại diện một phần lớn mà thôi, chứ không phải là nó thâu nhiếp tất cả các cái nghĩa lý. Cho nên là để cho dễ nhớ thì chúng ta gọi nó cho cái một cái từ đối với mỗi cái ba la mật. Ví dụ như ba la mật đầu tiên thì ta gọi nó là bố thí ba la mật. Rồi ba la mật thứ hai thì ta gọi là trì giới ba la mật. Như vậy là mỗi cái ba la mật đó chúng ta dùng một từ để đại diện. Từ bố thí, từ trì giới. Tuy nhiên ví dụ như là chúng ta sử dụng cái từ bố thí thì nó không có đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta phải nhớ cái điều này. Hoặc là chúng ta sử dụng cái từ trì giới thì nó cũng không có đầy đủ ý nghĩa. Hoặc là chúng ta sử dụng cái từ cho ba la mật thứ ba là xuất gia thì nó cũng không có đầy đủ ý nghĩa. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu cái nội dung ý nghĩa của nó. Đối với truyền thống phát triển thì ở tại ba la mật thứ ba thì không gọi là xuất gia mà gọi là thiền định.
Thì như vậy là cái lục độ ba la mật ở phát triển á, à, truyền thống bắt truyền á là thiền định, còn à, truyền thống nam truyền là xuất gia. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, là cái ba la mật thứ ba này là nó không có khác nhau cả hai truyền thống, mặc dù là chúng ta nghe thì chúng ta thấy nó khác nhau, nhưng mà thực sự là nó không có khác nhau. Mà do truyền thống ở Bắc truyền người ta chọn cái từ khác, và truyền thống Nam truyền người ta chọn cái từ khác, cái từ của cái nghĩa nó khác. Ví dụ như một từ tiếng Anh mà chúng ta học, chúng ta có từ vựng, thì từ vựng cho một từ tiếng Anh á, nó thường nó có nhiều cái từ đồng nghĩa. Tuy nhiên những cái từ đồng nghĩa đó nó không hoàn toàn đồng nghĩa. Và do đó cái người dịch họ có thể là tùy theo cái ngữ cảnh, hoàn cảnh mà họ chọn từ cho nó phù hợp. Và do đó đối với Nam truyền thì chọn là xuất gia, Bắc truyền chọn là thiền định. Và có những vị trung lập á, họ chọn là ly dục. Thì cả ba trường hợp nó cũng không có nêu được hết ý nghĩa của nó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chúng ta tìm hiểu về thập độ ba la mật. Thì như vậy nếu mà thập độ ba la mật thì nó sẽ bao gồm là lục độ ba la mật cộng với bốn cái ba la mật nữa thì gọi là thập độ ba la mật, tức là 10 pháp hạnh ba la mật. Chứ nó không phải là nó không bao hàm cả 6 ba la mật kia, mà nó bao hàm cả 6 ba la mật kia luôn. À, vừa rồi Đức Quang phân tích ba la mật thứ ba là để chúng ta hiểu rằng á, là 10 ba la mật á, tức là thập độ ba la mật là nó bao hàm lục độ ba la mật. Như vậy là thập độ ba la mật là bao gồm lục độ ba la mật là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn và kham nhẫn. Đó là lục độ ba la mật. Và cộng với bốn ba la mật nữa, đó là chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Nào, như vậy là nó có bốn cái ba la mật nữa mà nó cộng thành lại, cộng với 6 ba la mật đầu rồi nó trở thành là 10 pháp hạnh ba la mật, thì người ta gọi là thập độ ba la mật. À, còn 6 ba mật đầu tiên thì gọi là lục độ ba la mật. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bố thí. Bố thí ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng là nó là một đức bố thí, đức cho ra, đức cúng dường, đức cống hiến, đức hy sinh, đức phục vụ. Thì đó là cái bố thí ba la mật. Mà Định Quang sử dụng cái từ là cống hiến. Cống hiến nó cũng không có bao gồm đủ, nó vẫn còn thiếu. Tuy nhiên là cái từ cống hiến á, là nó sẽ hiển thị được cái giá trị của ba la mật. Thì ở đây Định Quang muốn nhấn mạnh lại tại sao gọi là ba la mật. Là tại vì như thế này, là 10 cái pháp đấy á, thì mỗi pháp nó có một cái giá trị, là cái khuynh hướng á, cái khuynh hướng là làm cho cái tâm của chúng ta nó tăng thượng, làm cho cái trí tuệ của chúng ta nó tăng thượng, nó hướng đến cái sự đoạn diệt ba cái bất thiện căn bản, đoạn diệt tham, đoạn diệt sân, đoạn diệt si. Nó làm cho có cái khuynh hướng là cái chứng đắc cái thánh trí là bốn thánh đế, và nó làm cho cái khuynh hướng là chứng ngộ niết bàn, đạt đến cứu cánh giải thoát.
Như vậy là cái pháp mà nó có cái khuynh hướng, nó làm cho ta hướng đến những cái điều vừa rồi Định Quang nói, gồm có là đoạn diệt tham sân si này, hiểu không ạ? Rồi là chứng đắc trí tuệ về bốn thánh đế, đó ạ. Rồi chứng ngộ niết bàn, cái khuynh hướng của nó như vậy, thì đó là nó mang giá trị của ba la mật, cho nên gọi là ba la mật là nó mang tính chất cứu cánh giải thoát. Do đó nó phải hướng đến đoạn tận tham sân si, nó hướng đến chứng đắc thánh trí, hướng đến chứng ngộ niết bàn, chấm dứt luân hồi khổ đau. Thì như vậy thì nó gọi là ba la mật. Nội dung ba la mật như vậy chúng ta cần phải ghi nhớ, bởi vì khi mà chúng ta tìm hiểu 10 ba la mật á, là nó không thể thoát khỏi cái khuynh hướng này, phải không? Trong mọi trường hợp và khi mà chúng ta thực hành tu tập 10 ba la mật á, tích lũy 10 ba la mật á, thì chúng ta luôn luôn nhớ các cái khuynh hướng này. Bởi vì nếu mà chúng ta đi ngược với cái khuynh hướng này á, thì chúng ta không có được ba la mật. Do đó nếu chúng ta đi đúng theo khuynh hướng này, tức là khuynh hướng diệt trừ tham sân si, khuynh hướng chứng đắc trí tuệ về bốn thánh đế, khuynh hướng chứng ngộ niết bàn, thì cái khuynh hướng như vậy á, thì nó mới giúp ta đạt được ba la mật. Cho nên là chúng ta khi chúng ta thực hành, chúng ta phải lưu ý cái việc này. Tất cả những gì chúng ta tu tập, chúng ta phải xem lại nó có cái khuynh hướng đó hay không. Còn nếu mà nó có đi cái khuynh hướng ngược lại á, có nghĩa rằng là nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi, chứ không phải là nó dẫn chúng ta ra khỏi cái luân hồi. Đó là cái tác dụng của ba la mật là như vậy.